Nhanh nào Thái, nhanh nào. Em đi điểm danh hai cái đồ này, tìm hai cái đồ này, điểm danh hai cái đồ này. Điểm danh sớm thì anh em mình sẽ về sau nhé. Đừng dắt vào đấy, dắt vào tí mẹ phải tìm không? Mọi người đứng ra ngoài vạch cho mình với nhá. Mọi người đứng cách vạch 50 phân đi. Vườn cũ chỗ này gần như là mới hoàn toàn. Em vô địch tam sai rồi, không có đồ. Cố lên, cố lên, cố lên. Trận đấu ra quân hôm nay FC Real Tobama. Đội Obama đây là coi như là đá sân nhà còn gì nữa. Kia là đội FC Vân Phú. Rao lại. Hình xuất phát của Real Obama hôm nay một Minh Tân. Thòng là Minh Công. Bên cánh phải là Thái Cô Ca. Bên trái là Trường Mạnh. Rồi, vâng, pha đầu tiên là pha giao bóng của Linh Đất. Tiền đạo Linh Đất. Giữa là Công Minh. Và số 7 là ngoại Naoya. Một tình huống bóng rất nhạt. Anh xem giờ đi, em quay từ đầu, quay từ đầu. Quay từ lúc khởi động thôi. Anh ơi, chưa nhảy quay. Tốt. Xem hai quả bóng của mình nhá. Tìm cho anh quả bóng này. Cho bỏ sân. Chịu rồi. Anh vừa cho hiện bóng. Các bạn, lên cao cao thế đi anh. Đừng để không sân cửa bóng. Nam chuẩn bị ở dưới này nhé. Đấy được hai ơi. Chắc vào. Thôi, ok. Em giỡn. Phải chắc nhá ông mẹ. Kéo lên. Em đang quay máy em nhá. Đấy. Đưa máy em quay đi. Nga đây cô ghế này sang ngồi này. Vâng ạ. Mình gì cho anh nhá. Hôm nay không đã à? Hả? Mày số 5 rồi, mày số 5 chưa? Lỗi Thái ơi. Bắt người. Tao đang nhắm hô lên nhìn đã. Ok. Phút được. Sớm. Quạt cái chân này, cái chuyền luôn thằng ấy. Rồi. Quay đi. Quay lại. Các cổ động viên lùi vào tí đi để quay thôi. À đi.
em đâu, trọng tài Việt Nam với trọng tài đây nó nhận được không? Ông tàu tài này ông đánh lên thằng nhà ông chả buồn luôn. Đây là không tàu tài này. Cầm bóng lên, cầm bóng lên. Đây đây. Không sao không sao. Số 18 như này đúng không nhỉ? Như quả kia kìa. Đâu anh? Cầm bóng lên mà đá. Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Căng sang luôn. Ê! Không có anh Hà ấy. Không phải. Còn cái quả kia nó có ấy chứ. Cái quả chung cơ dân kìa. Ôi giời. Tay ơi! Tay ơi! Tay ơi! Tốt tay ơi! Lấy bạn sớm đi. Trời ơi. Hải ơi. Rồi, tốt rồi. Công bên kia kìa, Mình nhớ em. Kìa bóng ra sau lưng ngỏ ấy. Quay nhận bóng. Tốt tân ơi. Đánh khuyết lắm rồi. Huy. Đâu có đúng Vinh đấy mà em quay ngay. Số 4 hay 73 nha. Mất pha này nhá. Đứng ra khỏi vạch nào mọi người ơi. Chắc vào. Cô tay. Số 33 tên người. Số 4 đâu rồi? Số 5. Cho ông kêu ra vào số 4 mà vào số 5 là thế nào? Số 5 rồi. Nhầm. Số 4, bây giờ số 5 bây giờ. Số 5 đúng rồi. Số 5. Nhưng mà nó ra nó báo là số 4 tay số 73. Ok. Không, em không cần về hỏi chứ cái em chỉ cần điểm danh in xì cái danh sách đấy xong nó có đúng tên không dày nhất là kiểm tra cái đinh cho anh, hai là cái tấp dài thế thôi. Anh không bị đinh sắt thôi. Không tại vì anh tống chân hay sao nhỉ? Là đinh thường ấy, dày đinh kể cả đinh ngoại không được, biết là đinh là không được. Đâu đinh đó.
đây là giày đây là giày nó binh nó khác, nó không chầm ở trên đồ nại này, binh nó khác. Cái binh nhựa nó không thoải mái, cái giày giày kiểu binh này nó thoải mái. Như cái tốt giải, cái này là tốt giải. Đấy, đấy em điểm bóng luôn, bóng luôn. Tranh tranh đá chính là họ sẽ áo vào để điểm đây một cái tờ chính này thì anh mới còn biết hay nhiều. Chúng ta sẽ chúng ta điểm đây hỏi rồi chúng ta có lâu. Đây cái điểm tranh đủ bao nhiêu đủ rồi cả nhà. Cái này non anh. Xong họ chuyển cái quả ra chuyển tranh đấy thì ta sẽ đổi. Đấy ra. Đá kìa. Mấy nhảy, chuyển cho hai cánh này em. Quay trận này á? Quay xe này. Chứ sao Tuấn là... Kéo cho hút đó. Này này, cánh này lọt hai người này. Nam ơi, Nam ơi, sao đây, sao đây? Trái, trái này. Rồi. 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 Hai cái đội đấy là nó chưa có điểm danh chính thức của mình ấy. Để mình chưa nắm được cái đội hình của nó là có ai thiếu sót hay không thì mình cần đuổi. Cống lắm, Thái này cũng cống này. Mình cống lắm. Đứng ra ngoài sân nào. Ra bớt ơi, ra ngoài sân tí đi. Hiện nay các anh ra ngoài sân tí. Bên kia kìa. Ôi. Ôi đồ bóng, đồ bóng, đồ bóng. Bóng bóng này, đá đá đen này. Đá đen này. Đừng có đá cái bóng vào, đá bóng họ. Đá cái bóng kia ra. Nó mình quên anh ơi, đi vòng lấy quả bóng kia cho mình ngay. Xem cái quả bóng kia kìa. Tay rồi. Phản công đi. Yeah. Lại hỗ trợ nữa. Kiểm tra xem bóng có non không em. Ra ra vàn ban tổ chức cho bảo bơm lại cầu bóng cho. Còn cái đội của bóng sao? Bây giờ làm chậm thôi này. Lùi ghế đi. Lùi ghế vào đi, lùi ghế đi. Tất cả lùi vào. Nào. Đập đập chạy. Rồi. Rồi. Bay. Đứng ngay đấy mà không gì luôn. Từ từ. Chỉ có tài bên đây này. Đang gì đang làm người ta ngã không bắt tay à? Anh kiếm em hai chai rồi em đập cho. Tuấn biết anh chưa bảo. Ôi, em biết, em biết em này em còn banh cái mồm lại rồi đó. Ôi, tập trung nha. Ui. Tô ba ba, cố lên. Ôi trời ơi. Cánh đá nó bên kia, cánh đá nó bên kia. Linh đất kìa, cột 2. Bao lên. Một con. Mình thân một quả bóng. Bơm bóng một cầu kia đi đổ bóng đây anh.
em cứ báo lên đây tí mình là không có ở đây. Thấy kìa. Em trung tập trung. Lên. Rồi. Lên nào, lên nào. Quay lên. Nhanh. Kìa. Vâng kìa. Mình nhanh cho đây mình ơi. Cho bóng vào đi. Bóng lên vào mà bóng mà tổ chức không phải là sân bóng này. Ê, 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 con này. Quả này quá đá cứ cứ cứ. Chết đi. Đau chân các cậu. Xem lấy quả bóng mình bên kia một quả nha. Nước. Bình luận đi nhá. Hay là quay nhá. Quay. Các bạn đang nằm sân. Toyama với điểm danh xem có đúng hay không đó. Hồ lên. Thực hai thì bên phía đen tôi báo cho thầy với người. Tốt. Phút được. Tốt. Phạt. Có gì mà có linh đất. Tiếng sang hiệp 2, đầu hiệp 2 thì sẽ ăn được vào mặt. Ui dồi. Tao cho quả rồi anh. Ôi. Đá chấm này. Đây xe chi huy. À bên này. Chô. Bích tệ. Hôn. Nói làm gì kệ. Nói làm gì kệ. Có thể à? Tôi đang đấu ơi, tôi đang đấu ơi. Các anh gạt được con đám tấu. What? Số 5 đúng không nhỉ? Số 5. Ngày phút đầu tiên của trận đấu hiệp 2 thì như bạn là 5 tấu. Đây là cầu thủ 9. Tốt. Bên này sọc bóng kinh nhỉ. Mấy quả đá trắng hay nồi nồi ra cái vạch xanh cái bạn ạ. Hiền ơi Minh ơi. Huy. Bảo bảo men đi. Phải kéo. Chết! Chết quá lên ơi! Chắc cái nhà nhá! Chắc nhá! Rồi. Tốt rồi. Nói mình nhắc luôn mấy anh em điểm danh từ lúc cái điểm danh đội ấy. Điểm danh luôn cả tất với quần áo luôn đi, không có cái đâu. Hết rồi em ơi. Bật tường luôn. Và lên lèo lên từ thái câu ca anh lên hình đây. Đấy rồi. Sao? Cái anh cứ ngồi hẳn ra cái này đầu nhé. Tốt. Đầu nhé của cái đám. Đấy. Ok.
Chặt cái chân lên. Chất giày mới chết tắt ấy. Bảo nhau cái giày chất tắt kia. Duy ơi, em đá bên phải, phía phải chất phải em ơi. Căng cái chân lên. Tốt tốt. Đứng ngay đây này, đứng ngay vào một người kìa. Đứng. Phá chắc lên. Đi nhé Khải, nhé Khải một tí. Tốt rồi. Tốt, tốt Minh Tân. Chắc nhiên, chắc nhiên, chắc nhiên. Trận sau ta gặp thằng Tô ra mày. Ôi bóng cuồng. Anh chụp bóng ơi. Tốt lắm rồi. Bất ngờ, sửa lưng rồi. Tốt. Nói quá đi cơ cứu. Xong rồi, xong rồi. Đang gần cũng đá mới gian tô vào mà. Thái đập gần nhà em ơi. Chậm rồi, chậm rồi. Gần lại, gần lại, anh Thái vào đây, gần lại. Chán sắc chín về phản đối sân kém rồi. Không phải là cái sân một thì bắn đi Linh Đất ơi. Người nào đã làm rồi phải biết người mới đây sẽ xếp người làm rồi là biết người mới còn người mới không biết khó. Số 4 kia, sang hỗ trợ cho số 3 kìa, tờ 2 người mới kìa. Thôi toàn nó là đi vô, đi ra ngoài sân nào, đi nhẹ anh Thái, ra ngoài sân đi anh ông kia, lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi, không có pha bên vườn cũ kia, không đi vào sân rồi, đi bộ về, Thái đi bộ về, Thái đi bộ về. Cho bóng mới vào, mới vào, mới vào. Đấy, chơi thẳng một gôn trái. Thôi chơi, thôi chơi. Mình lấy bóng em ơi, chủ động bóng mà. Chủ động đi bên ngoài, chủ động đi. Tô phạm. Anh căng trên cột 2. Căng trên cột 2. Thái đứng lại, Thái đứng lại, thắng nữa, Thái đứng lại. Đi đi anh, đi anh, đi nhẹ lên. À đi anh, đây này. Ôi anh Thái. À bên này. Đứng chạy thôi, đứng chạy Thái. Cố lên Thái, cố lên Thái. Cố lên Thái. M
Bắt bắt chết trời ơi. Đánh rồi. Ăn đi nào. Mẹ anh ơi, lùi vào đi, lùi vào đi, lùi vào cho bắt được chứ nào. Rồi, dâng lên, dâng ra, dâng ra. Mình. Thải lui. Thải. Bóc cơm rồi. Cái cho bóng phải không? Cái chậm bên cho họ. Ông này thì xem bóng mà đá vào. Cho vào nó loạn nó bóng lên rồi. Về đây, về đây, thay bên đây này. Rồi đúng rồi, còn hai. Mấy anh em đi ra ngoài sân nhá. Này này, để cái lối này lùi vào đi. Duy lui. Tốt. Thay tôi mà đi. Tôn vào sân. Thái đi bộ về. Sọ cái chân vào. Về đây. Hút được. Không cho đá. Bỏ cái cầu thủ ra. Ba một lúc đầu cả, một ông cầu thủ ở trong trước cho bên ba ông Hùng cho lên. Nam Tống là cầu thủ ghép được C năm 2015. Tốt. Cẩn thận đi. Đúng rồi. Cẩn thận, ôm luôn. Ok. Không có số, không có đá, tâm nắm không có đá. Bỏ kiên quyết thôi, đang nói thẳng ra. Cống rồi. Thái đừng vào, Thái ơi đừng vào. Cầm số 9 là tỉnh như mà, đá chậm thì nó ra tỉnh như mà. Rồi. Rồi. Chậm thôi. Anh nào đây, anh đi cao lên. Tất lên. Thái ơi. Ôi. Nhanh đi. Số 9 này. Linh ơi, đâu dân rồi Linh ơi. Cao lên Linh. Đúng rồi. À đi. Hiền vào em ơi. Linh ơi. Hiền vào đây. Em ơi, từ từ. Trong sân ra ngoài đi vào nhá. Tốt, đây là cầu thủ ghi bàn thứ 3 Linh Nhất. Tốt rồi. Rồi, tốt. Tới rồi. Tự nhiên nó sợ. Chạy đi. Chạy đi. Đúng rồi. Thái ơi.
thở đi, cột hai thôi là thái đẹp rồi. Nằm đi. Nó làm bóng nhiều nhiều. Kinh dài. Kia nó khi mà tấn công thôi. Có một. Ok rồi. Linh ơi, Minh ơi, phải đâu? Có tay, có tay. 16 ra sân. 16 Thái ra nghỉ em ơi, Huy vào em ơi. Từ từ em ơi. Từ từ đã ra đã. Mình đang thắng, mình vội. Mình đang thắng rồi. Cố lên, thở đi, thở đi. Thở đi, thở đi. Tất cả. Hiền ơi, cao lên Hiền, Hiền cao lên. Số 9 đã tinh, nó ra rách như mà. Đã dài. Mình nghe lùi 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 lại đi để quay nào. Nó to cao. Nó bắt bài rất chuẩn. Nó rất ít. Rồi, chậm lại, chậm lại. Thay Nam, thay Nam anh hiệp ơi. Ok. Ok Hiền ơi, Hiền ơi. Thay Hiền. Thay một cho bảo. Đúng cánh thôi em. Hết rồi. Tốt. Ok. Ôi, thế thì kéo anh nhặt được cái bóng ở tận bên kia. Đi phá bóng thế. Đi nhặt đi, bên ngoài nhặt đi. Có khi phải đóng tiền trả cho mình đi nhặt bóng. Tôi. Rồi ra nhặt cho bạn được trước cái đội mình đang thắng rồi. Cho bảo vào thay xuống 5. Quả vô trách nhiệm. Chờ một tí anh ạ, chờ một tí là đi lấy bóng. Thay được, cứ thay đi, đang thắng rồi, thắng rồi, thay đi anh. Số 5 mình cần số 17 bạn. Ủa Hiền ơi, Hiền ơi. Đấy rồi, ghi vào anh ơi. Rồi. Cô tay, cô tay. Nào bây giờ. Đang nghỉ đi nào. Số 5 đây. Tôi chậm. Số 5 bên kia, bên cánh. Lại đây. Từ. Chưa ra. Đó, chưa ra. 17 bắt ra đi. Bắt đi. Một tí cũng được. Ok, ok. Bảo ơi, ở nhà chắc không cần lên. Đó lại. Hết giờ rồi. Ôi Hiền ơi, Đi. Nói chưa là chậm không?